Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tư vấn sản phẩm và dịch vụ của hệ thống siêu thị điện máy MediaMart. Trong các sản phẩm máy giặt phổ biến và thịnh hành trên thị trường hiện nay thì những chiếc máy giặt Samsung ngày càng chiếm được cảm tình và ưa thích của người tiêu dùng. Những chiếc máy giặt Samsung thường hoạt động êm ái, tiết kiệm điện năng, chống ồn, chống rung lắc và được áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến hiện đại. Và ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng trải nghiệm chiếc máy giặt Samsung AdWatch 10kg Inverter có mã sản phẩm là WW10K54E0UWSV để xem chiếc máy giặt này có những điểm gì thú vị nhé. Máy giặt Samsung AdWatch Inverter 10kg WW10K54E0UWSV sở hữu thiết kế thời thượng với gam màu trắng thanh lịch kết hợp cùng kiểu dáng cửa trước bằng kính trong suốt hiện đại. Bên cạnh đó, bảng điều khiển kết hợp nút xoay và nhấn được hiển thị song ngữ Anh Việt giúp bạn dễ dàng hơn cho việc thao tác sử dụng. Lồng giặt làm từ thép không gỉ với các lỗ thoát nước hình dạng kim cương. Từ thiết kế đặc biệt này, máy giặt không những giúp quần áo được giặt sạch tốt hơn mà còn bảo vệ chúng khỏi nguy cơ sờn vải hay tơ chỉ, đảm bảo cho những chiếc quần áo của gia đình được bền đẹp với thời gian. Ngăn chứa bột giặt Stay Clean kết hợp với hệ thống xả nước được thiết kế đặc biệt giúp hòa tan bột giặt hiệu quả, hạn chế tối đa lượng xà bông tồn đọng, giúp ngăn chứa luôn sạch sẽ và vệ sinh. Nếu gia đình bạn có từ 5 đến 7 người hoặc ít người hơn nhưng có thói quen dồn quần áo vào một lần để giặt thì chiếc máy giặt Samsung 10kg này là một sự lựa chọn phù hợp. Và nếu như trước đây, khi bạn giặt quần áo nhưng lại bỏ sót quần áo khi máy đã vận hành thì chỉ còn cách tắt máy và giặt lại, rất tốn điện và nước. Giờ đây, chiếc máy giặt Samsung WW10K54E0UWSV này đã được thiết kế thêm cửa phụ S-Door. Cửa phụ S-Door giúp bạn dễ dàng bổ sung thêm nước xả, áo quần còn sót, áo quần đã được giặt tay hoặc áo quần với chất liệu mỏng nhẹ bất cứ lúc nào mà không làm gián đoạn chu trình giặt. Công nghệ giặt bong bóng Eco Bubble độc quyền từ Samsung sẽ đánh tan xà phòng thành dạng bong bóng cực nhuyễn, thẩm thấu sâu vào sợi vải nhanh gấp 40 lần so với các công nghệ giặt thông thường. Nhờ vậy sẽ nhanh chóng đánh bay vết bẩn cứng đầu cũng như cặn bột giặt còn sót, trả lại cho bạn những chiếc quần áo sạch sẽ thơm tho chỉ trong thời gian ngắn. Tính năng Bubble Soap chỉ với một nút nhấn giúp loại bỏ các vết bẩn cứng đầu nhất, giúp nhanh chóng đánh tan bột giặt thành nhiều bong bóng thẩm thấu sâu vào từng sợi vải, giúp quần áo luôn sạch sẽ tinh tươm, không ngại bụi bẩn. Được ứng dụng công nghệ inverter cho vận hành, máy giặt sẽ mang lại khả năng hoạt động êm ái bền bỉ nhưng vẫn tiết kiệm hiệu quả điện năng và nước tiêu thụ cho từng mẻ giặt. Không chỉ vậy, Samsung ưu ái bảo hành lên đến 10 năm cho máy nén, bạn có thể yên tâm hơn trong quá trình sử dụng. Với những gia đình có trẻ em hoặc người thân có làn da nhạy cảm thì chế độ giặt nước nóng của chiếc máy giặt Samsung WW10K54E0UWSV này sẽ là một trợ thủ đắc lực. Với nhiệt độ nước có thể lên tới 95 độ C giúp loại trừ vi khuẩn và các tác nhân gây dị ứng có trên quần áo, đồng thời làm cho quần áo sợi vải được mềm mại hơn, chăm sóc an toàn cho làn da nhạy cảm của người thân trong gia đình. Chế độ giặt nhanh 15 phút cho phép giặt sạch hiệu quả quần áo ít bẩn chỉ trong 15 phút. Máy dễ dàng tách riêng các bộ quần áo yêu thích và tránh khỏi tình trạng giặt rũ lượng lớn quần áo một lúc, tiết kiệm tối ưu thời gian cho các sở thích của riêng bạn. Với Easy Iron, máy giặt sẽ tự động rút ngắn thời gian quay vòng sấy khô áo quần và tự động điều chỉnh giảm vòng quay cuối cùng để giảm thiểu tối đa tình trạng quần áo bị nhăn, giúp tối ưu cho bạn thời gian ủi phẳng quần áo. Ngoài ra thì máy giặt còn có chế độ tự động thông báo khi cần vệ sinh lồng giặt Eco Drum Clean. Tính năng này thực hiện các vòng quay tốc độ cao giúp loại bỏ đến 99% các vi khuẩn tạo mùi bên trong máy giặt mà không cần sử dụng chất tẩy rửa, giúp lồng giặt luôn sạch sẽ và sẵn sàng để sử dụng. Vì thế sản phẩm giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí sửa chữa những lỗi nhỏ không cần thiết. Ứng dụng tự động kiểm tra sự cố Smart Check trên thiết bị di động thông minh giúp chẩn đoán lỗi và dễ dàng đưa ra các giải pháp xử lý. Nhìn chung thì chiếc máy giặt Samsung AdWatch 10kg Inverter có mã sản phẩm WW10K54E0UWSV này rất phù hợp với gia đình có từ 5 đến 7 thành viên. Đặc biệt với tính năng giặt nước nóng diệt khuẩn, chiếc máy giặt Samsung này sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời dành cho những gia đình có trẻ nhỏ và người thân có làn da nhạy cảm. Đặc biệt với thiết kế cửa phụ S-Door độc đáo sẽ giúp bạn không cần phải lo lắng nếu bỏ sót quần áo khi máy đã vận hành. Hiện tại sản phẩm đã được bán tại hệ thống siêu thị điện máy MediaMart với giá 13.490.000 đồng, bảo hành trong vòng 24 tháng. Ngoài ra bạn còn nhận được bộ quà trị giá 2.950.000 đồng, bao gồm tặng phiếu mua hàng 400.000 đồng, giảm thêm 300.000 đồng khi khách hàng mua thêm một sản phẩm bất kỳ trên cùng một đơn hàng, tặng nồi nấu đa năng Elmix, trả trước 0 đồng, trả góp 0%. Hãy tham khảo ngay sản phẩm và đặt mua nhé. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tư vấn sản phẩm và dịch vụ của hệ thống siêu thị điện máy MediaMart của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu muốn biết thêm thông tin về sản phẩm hoặc cần tư vấn thêm, quý vị và các bạn có thể truy cập vào website thegioidienmay.com hoặc mediamart.vn cũng như gọi điện thoại tới số hotline quen thuộc 1900 6788 của chúng tôi. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.